Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì đầu video mình cũng xin cảm ơn tất cả bạn, cô chú, anh chị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại là mình đang ráp và quay cho các bạn xem một cái mẫu sai số của Yamaha nha các bạn. Mẫu này thì hôm trước mình cũng có quay hai màu mới rồi các bạn. Tuy nhiên thì hôm nay tiếp tục về một cái màu mới nữa các bạn. Và cái màu này khá là hot ở thị trường hiện tại nha. Cả về xe Honda lẫn là xe Yamaha đều rất là màu hot màu này các bạn. Và màu này là màu zin của Yamaha vừa ra mắt nha các bạn, chứ không phải là màu sơn lại nha. Đây. Thì mẫu này là Yamaha Jupiter Fin các bạn. Giá xe của hiện tại bên mình đang để cũng khá là thấp, không có bị lọt giá nhiều các bạn, 28.900.000. Bản cao cấp nha các bạn. Bản cao cấp, yên màu nâu ha, xám, rồi ốp này cũng là màu nâu các bạn. Thì mình đang mở ra để tham ở bò sườn các bạn. Vùng mình là vùng nước mặn á thì xét sườn rất là nhiều các bạn, cho nên bên mình tiến hành tra mỡ bò để nó hạn chế bớt một cái phần bị xét ha. Thì các bạn thấy không? Yamaha đã bịch mấy cái đầu này lại hết rồi các bạn nè, có cái keo bịch các bạn, nó không bị vô nước nha, rồi dàn áo che lại. Thì khi mà các bạn thấy những cái vùng nước mặn á thì các bạn nên làm việc này để nó hạn chế được cái phần sườn, tuy là nó hơi dơ bám bụi các bạn, tuy nhiên thì cái dàn sườn của mình á thì nó cũng không có bị oxy quá nhanh nha, thì nó đỡ cái phần xét này. Và cái công dịch vụ này bên mình thu chỉ có 200.000 thôi các bạn, cho nên nó cái này thì bạn nào cái vùng mà nước mặn đó các bạn, hoặc là bạn kỹ thì mình làm việc này nha. Và cách mở bò của mình tra là mở bò này nè các bạn, bạn thấy mở bò của Yamaha luôn nha các bạn, 500g. Mẫu này thì Yamaha đang bán là trên toàn quốc luôn các bạn. Bạn nào mà có sử dụng nhiều á thì mình mua cái loại này nè, nửa ký 75.000 nha, xài rất là ngon các bạn. Mình mở, em mở ra giùm anh cái. Đây, các bạn thấy không, màu rất là đẹp luôn, không có đen hay là nó dạng như là nó quạt quạt lại các bạn, mà nó nhìn nó rất là sạch các bạn, chứ nó cũng không có quá dơ. Và khi các bạn tra vào các bạn thấy không, nó không có bị đóng cục các bạn, nó kéo sợi liền rất là đẹp luôn, chứ nó không có bị đóng cục lại ha. Nó không có bị đóng cục lại giống như những cái hũ mô bò mà bên ngoài các bạn mua á, thì nó dễ bị đóng cục lại nè, các bạn phải phai nhớt vào vân vân đó. Thì hũ đó thì chính hãng nó bán chỉ có 75.000 các bạn, rất là tiện mua ha. Rồi quay lại xe của mình thì cái mẫu này là mẫu cao cấp nè các bạn, giá bán hiện tại bên mình chỉ có 28.900.000 đã bao gồm VT nha, và giao bộ sơ gốc để các bạn có thể đăng ký xe. Còn nếu mà các bạn lấy các bạn tiêu chuẩn màu yên đen á thì bên mình có màu đen nè, màu xanh, màu đỏ nè, giá thì nó rẻ hơn, nó chỉ có 28.400.000 thôi. Và nó chỉ khác về cái màu của cái yên thôi các bạn ha, và những cái màu cơ bản, ví dụ như là bản cao cấp thì mình có được 4 màu các bạn, nhưng bản tiêu chuẩn thì có 3 màu nè. Đấy, thì nó khác về cái màu, thí dụ bạn thích màu đỏ thì bắt buộc bạn phải lấy cái bản tiêu chuẩn nha, nó không có bản cao cấp. Rồi, dàn chân trước nè các bạn. Một bít tông nha các bạn, màu vàng. Ha, thân đĩa nè, cuộc màu bạc các bạn. Mâm màu đen. Thì cái bộ mâm này nó cũng gần giống như con CFI các bạn. Ha, không có thấy thay đổi nhiều các bạn. Phía trước này là kèn nè, đèn nè, đèn pha nè các bạn. Thì mẫu này hiện tại bên mình đang có đủ màu rồi các bạn, màu xám xi măng nè, rồi màu bạc nhám nè, xanh nhám nè, màu trắng luôn nè, mình có đủ hết 4 màu mới rồi của năm 2024 này. Thì các bạn đã từng trải nghiệm dòng xe Yamaha thì các bạn cũng biết là cái mẫu của Yamaha thì nó rất là bền các bạn. Động cơ này là 115 nè, rất là bền. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu này thì nó chỉ 1,64 lít cho 100 km nha. Khóa này khóa thường các bạn, và không có nút tắt đèn nha. Kỹ thuật bên mình đang tiến hành lắp từ xong các bạn. Thì bạn nào ở Cà Mau các bạn muốn vệ sinh dàn sườn nè, rồi kiểm tra dây điện, tra mở bò thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình nha, để mình hướng dẫn cho các bạn về cửa hàng. Thì cái phần dịch vụ đó cũng tốn khoảng 200.000 thôi các bạn, không có quá mắc tiền ha, để các bạn có thể chăm sóc chiếc xe mình bên trong. Thì mình mở đèn coi, mở kỹ thuật bên mình tiến hành đề kiểm tra hệ thống điện rồi đó các bạn. Đây, đèn là đèn sau nè các bạn, bóng bên trong là bóng halogen nha, bô nè các bạn.
rất là im nha. Cái dòng Jupiterfin này á, thì bên mình bán ra rất là nhiều luôn các bạn. Thứ nhất là giá thành nó tương đối rẻ các bạn, nó chỉ cao hơn Sirius tầm khoảng 2 triệu thôi. Rồi cái dòng này thì nó cũng cao cấp hơn dòng RX nè, cho nên RX thì các bạn cũng phải chuẩn bị 26 27 triệu rồi. Tuy nhiên cái dòng này thì nó rẻ tiền hơn phụ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là còn phụ trợ đối với những dòng mới như hiện tại như vậy thì các bạn phải bỏ từ 36 37 triệu mình mua được cái dòng xe phụ trợ. Nhưng mà con này thì mình chỉ được tốn khoảng 28.900.000 thôi bạn, rồi là 29 triệu á thì các bạn đã có được cái mẫu Yamaha Jupiterfin này rồi. Mình trải nghiệm cũng khá là lâu các bạn, khoảng 6.000 cây luôn á, thì mình thấy cái dòng này rất là ok các bạn. Mặt trước nè các bạn, đây cái phanh này là phanh UBS nha các bạn, là phanh kết hợp đó các bạn. Mình thấy là chỉ có cái dòng xe số mà Yamaha Jupiterfin này được áp dụng thôi, ngoài ra thì không có các bạn. Đó là khi các bạn phanh thắng sau á thì thắng trước tự động nó ăn luôn nha. Em mình qua mình test thử cho các bạn coi nè. Các bạn để ý cái thắng trước này nha các bạn. Các bạn thấy nè. Không? Thì mình đạp thắng sau nè, mình dùng tay mình nhấn thắng sau cho các bạn nha. Các bạn để ý cái thắng trước nè. Các bạn thấy không? Nó nhịp vô nè các bạn. Thì nó sẽ giúp cho xe mình nó ổn định và nó sẽ giảm tốc độ lại an toàn nha các bạn. Hệ thống phun xăng điện tử. Mức tiêu hao nhiên liệu thì chỉ có 1,6 cho 100 cây số thôi các bạn. Bình xăng bên trong này. Rồi, đây là cốp xe nè các bạn. Bên này thì mình có cái hộc để đồ nữa nha. Hộc để đồ bên này nó ở phía dưới này nè. Nó có một cái lỗ các bạn, thì khi các bạn mưa hay là vấn đề đó nó không có động vô đây nha, nó chỉ chảy ở phía dưới này hết nha các bạn. Nó không phải là một cái chỗ để dưới nước đâu nha. Nhiều mình hay khách hàng mình hay hỏi là chỗ này nó có cái lỗ thoát nước không? Nó có nha các bạn. Bên trong này nè, nó có lỗ thoát nước. Thì các bạn nước nó vào thì nó tự động nó chảy xuống các bạn. Mình quay xa cho các bạn coi tổng thể xe nha. Màu xám nha các bạn. Xám này là xám bóng nha. Nó giống như là màu xám xi măng luôn các bạn. Xanh á bạc, xanh xi măng á, hay gọi là xám xi măng. Con này thì nó là tối màu hơn con màu của Honda nha các bạn, tối màu hơn xíu. Còn Honda thì cái màu xám này nó tươi hơn xíu các bạn. Logo Jupiterfin. Logo cái chữ Jupiter là chữ nổi các bạn, còn cái chữ Fin này là đề can nha, nó chạy dọc theo cái thân tới đây luôn các bạn. Đấy là tổng thể của xe mà Yamaha Jupiterfin mẫu mới 2024 bạn, màu xám xi măng. Thì hiện tại là bốn màu mình để với giá bằng nhau các bạn. Bạn thích mẫu nào thì mình sẽ tư vấn cho bạn màu đó nha. Ngoài ra thì hiện tại Yamaha cũng đang có chương trình khuyến mãi các bạn. Khi các bạn mua xe thì sẽ có chương trình khuyến mãi của Yamaha nha. Ngoài ra thì khi các bạn mua thì mình sẽ được kích hoạt bảo hành bảo dưỡng online các bạn, bằng dùng ứng dụng và bảo hành bảo dưỡng 3 năm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình quay chia sẻ cũng như là mình ráp xe tiếp theo nha.